Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng Hòa hôm 14 tháng 3 cho biết dự luật viện trợ bổ sung cho Ukraine và Israel sẽ được đưa ra bỏ phiếu riêng rẽ trong vài tuần tới. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy phe Cộng Hòa ở Hạ viện dường như đã nhượng bộ trong vấn đề viện trợ cho Ukraine. Trong nhiều tháng qua, phe Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện Mỹ từ chối thông qua dự luật có điều khoản viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, yêu cầu khoản hỗ trợ cho Kiev phải được gắn với vấn đề an ninh biên giới hay là cải cách nhập cư của Mỹ. Ông Johnson từng yêu cầu quyết liệt trong thư gửi Nhà Trắng vào tháng 12 năm 2023, nguồn viện trợ bổ sung cho Ukraine phụ thuộc vào cách chính quyền cải cách luật an ninh biên giới. Hạ viện Mỹ cương quyết không chịu nhượng bộ khi thượng viện đề xuất một dự luật mới trong đó đưa ra điều khoản kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn như yêu cầu tổng thống Joe Biden đóng cửa hệ thống tiếp nhận người tị nạn của Mỹ nếu các cuộc vượt biên bất hợp pháp vượt ngưỡng nhất định sự cương quyết của phe cộng hòa khiến khoản viện trợ cho ukraine tiếp tục bế tắc trong bối cảnh nước này hứng chịu nhiều khó khăn trước đà tiến của nga trên chiến trường. tuyên bố hôm 14 tháng 3 của chủ tịch hạ viện johnson dường như đã đảo ngược quan điểm cứng rắn trước đây. điều này có thể khiến johnson trở thành mục tiêu bị phe cực hữu trong đảng cộng hòa những người chịu nhiều ảnh hưởng từ cựu tổng thống donald trump công kích trong những tháng tới. Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene hồi tháng 1 cảnh báo sẽ kích hoạt cuộc bỏ phiếu phế chuất ông Johnson khỏi chức chủ tịch Hạ viện nếu ông trình dự luật viện trợ bổ sung cho Ukraine lên Hạ viện. Bà Greene nói, chúng ta không thể viện trợ cho Ukraine, nhấn mạnh đó là điều tuyệt đối không nên làm. Đây cũng là quan điểm được cựu Tổng thống Trump đưa ra, người tuyên bố Mỹ không nên viện trợ thêm một xu cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể rơi vào tình thế khó khăn nếu bà Green hoặc bất cứ nghị sĩ Cộng hòa nào đệ trình kiến nghị bãi nhiệm ông. Thế đa số của phe Cộng hòa tại Hạ viện hiện chỉ còn 5 phiếu do hạng nghị sĩ Ken Buck đột ngột từ chức. Tổng thống Biden hồi tháng 10 năm 2023 kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách 106 tỷ đô la Mỹ cho an ninh quốc gia, trong đó giang buộc khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine với 14 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Israel trong chiến dịch trả đũa Hamas. Tuy nhiên, những đề xuất từ Nhà Trắng đều không thể thúc đẩy Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ cho Ukraine và Israel, khiến tình trạng này kéo dài tới năm nay. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine với hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ an ninh và liên tục cam kết ủng hộ Kiev đến chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên hoài nghi về khả năng Mỹ duy trì nguồn hỗ trợ này cho Ukraine. Điện Kremlin cho biết những bình luận mới nhất của tổng thống Putin về vũ khí hạt nhân không phải đe dọa, cáo buộc Mỹ đưa lời ông ra khỏi bối cảnh. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói, tổng thống Putin không đưa ra lời đe dọa nào về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc phỏng vấn, tổng thống chỉ nói về những lý do có thể khiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân là điều không thể tránh khỏi ông cho hay đây đều là những lý do đã nêu trong các tài liệu liên quan của chúng tôi được cả thế giới biết đến hơn nữa phương tây luôn cố tình không chú ý đến lời nói của tổng thống rằng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở ukraine bất chấp những diễn biến đã phát triển trong quá trình giao tranh đây là hành vi cố tình bóp méo bối cảnh và không sẵn lòng lắng nghe tổng thống putin Ông chủ Điện Kremlin trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước nói rằng Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật quân sự cho chiến tranh hạt nhân và nếu Mỹ gửi quân tới Ukraine, điều đó sẽ được coi là hành động gây leo thang đáng kể đối với cuộc xung đột. Bình luận về phát biểu của Tổng thống Putin, người phát ngôn Nhà Trắng Karin Zinbiel cho biết Washington hiểu rằng lãnh đạo Nga đang nhắc lại học thuyết hạt nhân của Moscow, nhưng cáo buộc Nga đã đưa ra những lời đe dọa về vũ khí hạt nhân một cách liều lĩnh và vô trách nhiệm trong suốt cuộc xung đột Ukraine. Học thuyết hạt nhân của Nga quy định nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa tồn vong của nhà nước Nga. Tổng thống Putin là người ra quyết định cuối cùng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cả với đầu đạn chiến lược và chiến thuật. Theo RT, trong ngày 14 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình France 2 và TF1 về tình hình xung đột Ukraine. Mới đây, ông Macron một lần nữa từ chối loại kịch bản NATO triển khai quân đội tới Ukraine. Ông Macron nói: "Pháp sẵn sàng đưa ra bất kỳ quyết định cần thiết nào để ngăn nga đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Đây cũng không phải là thời điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn tìm kiếm một biện pháp ngoại giao, nhưng chúng tôi cần những người chân thành và hướng tới hòa bình." Khi được hỏi về việc liệu cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình hay không, chủ nhân điện Elyse đáp. Với những thông tin mà tôi có, tôi không tin ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng một lần nữa. Cũng theo Tổng thống Macron, việc ông không còn liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga Putin không phải là động thái mang tính cá nhân. Mọi người đều biết tình hình hiện tại, nhưng tôi đã từng là nguyên thủ quốc gia nói chuyện với ông Putin nhiều nhất, ông Macron nói. Ở cuối buổi phỏng vấn, ông Macron khẳng định sẽ làm việc với bất kỳ ai chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Tổng thống Pháp chia sẻ, tôi luôn tin tưởng vào những nhà lãnh đạo được người dân lựa chọn. Đó là chân lý của tôi. Tổng thống Biden và ông Trump đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc tái đấu vào tháng 11, sau khi cả hai giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Trước đó, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu trở lại làm tổng thống. Defense Express đưa tin các cuộc tấn công tầm xa của Nga nhằm vào các mục tiêu ở khu vực gần tiền tuyến ngày càng gây ra mối đe dọa lớn cho các hệ thống vũ khí tiên tiến của Ukraine. Điều này được thể hiện trực tiếp qua các cuộc tấn công liên tiếp của quân Nga thời gian qua. Trong đó, tính hệ thống trong việc thực hiện các bước đã được thể hiện rõ ràng. Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã công bố các video cho thấy họ nhằm mục tiêu chính xác vào các bệ phóng Patriot, hai tổ hợp HIMARS, hai trực thăng quân sự của Ukraine khiến những vũ khí này nổ tung. Điểm chung của các vụ việc là các vũ khí mục tiêu đều đang hiện diện ở khu vực 40 km so với tiền tuyến khi bị tấn công. Đây là nơi Nga triển khai mạng lưới UAV trinh sát dày đặc, thu thập thông tin tình báo chiến trường từ hàng chục km. Trong thời gian gần đây, Nga đã tỏ ra hiệu quả hơn trong việc xử lý thông tin tình báo khi chỉ mất vài phút sau khi UAV phát hiện mục tiêu hòa lực của Moscow đã khai hỏa phá hủy chúng. Thời gian tấn công nhanh chóng và độ chính xác của vũ khí Nga khiến Ukraine liên tiếp mất các vũ khí quan trọng. Các mục tiêu bị tấn công khi chúng đang di chuyển hoặc tập trung để cơ động mà chưa có các biện pháp ngụy trang phù hợp. Điều này cho thấy Nga đang tận dụng thời điểm mà Ukraine sơ hở, vốn chỉ tính bằng phút để gây ra thiệt hại khó bù đắp cho đối phương. Để làm được điều này, Nga đã triển khai hệ thống hỏa lực luôn trong tình trạng sẵn sàng khai hỏa và chỉ chờ tọa độ mà UAV gửi về là ngay lập tức tập kích. Thời gian xử lý thông tin được nâng cấp nhanh chóng hơn, khiến hiệu quả tăng mạnh mẽ. Điều này cũng cho thấy Ukraine chưa có biện pháp thích hợp để đối phó với cơ chế tấn công chính xác mà Nga đang áp dụng. Việc Ukraine đưa các hệ thống vũ khí hiện đại ra gần tiền tuyến là điều không thể tránh khỏi nhằm ngăn đà tiến của Nga. Ví dụ, Ukraine dùng HIMARS để tấn công vào kho vũ khí, tuyến tiếp tế hậu cần của đối phương hoặc tổ hợp Patriot được xem là khắc tinh của các tiêm kích Nga ném bom lượn thông minh, loại vũ khí khiến nhiều binh sĩ Ukraine xem là đáng sợ nhất tuy nhiên giới quan sát ukraine cho rằng kiev cần phải có các biện pháp bảo vệ vũ khí hiệu quả hơn nếu không muốn chúng sẽ lần lượt bị phá hủy hết ví dụ ukraine sẽ cần phải tăng số lượng hệ thống phát hiện uav trinh sát của nga hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu gia tăng biện pháp bảo vệ vũ khí quan trọng bao gồm hệ thống phòng không tầm gần khi một đoàn xe vũ khí di chuyển, chúng cần tránh đi quá gần nhau vì một đòn tấn công có thể gây thiệt hại lớn. Các chuyên gia Ukraine kêu gọi Kiev triển khai thêm biện pháp ngụy trang vũ khí giả để đánh lừa UAV trinh sát của Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 14 tháng 3, một trong những chiến thắng lớn mà Ukraine đạt được là có thể đẩy lùi hạm đội biển đen của Nga và phá hủy nhiều tàu khác đảm bảo một hành lang rộng mở từ Odessa tới Poporus. Ông John Stoltenberg thừa nhận một số tên lửa, một số hệ thống rất quan trọng trong việc mở hành lang này do các đồng minh NATO cung cấp. Hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu tổn thất nặng nề sau các trận tập kích của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nga đã kiểm soát Crimea kể từ khi xác nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014, nhưng Kiev tuyên bố sẽ giành lại. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp hồi tháng 12 năm ngoái cho biết, anh đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó, đồng thời tuyên bố sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị thách thức. Dmitry Pretenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine hôm 6 tháng 3 cũng nói rằng, 1 phần 3 hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột. Các cuộc tấn công dài dẳng của Ukraine, trong đó ép thường sử dụng máy bay và xuồng không người lái của Hải quân cũng như tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp, đã đẩy Nga về phía đông Biển Đen đe dọa an ninh của Moscow xung quanh bán đảo Crimea. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirin Budanov đầu tuần này tuyên bố các cuộc tấn công gần đây của Kiev vào Crimea đang mở đường cho một chiến dịch nghiêm túc nhằm vào bán đảo do Nga kiểm soát. Phát biểu tại hội nghị ở Bruxelles, ông Stoltenberg nhấn mạnh Ukraine đã chứng minh được khả năng đánh bại Nga trên chiến trường và vẫn duy trì cuộc chiến cho đến nay nhờ sự hỗ trợ chưa từng có của các nước NATO. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO cảnh báo Kiev đang hết đạn Ông kêu gọi các thành viên trong khối huy động lực lượng dự bị và thể hiện ý chí chính trị để cung cấp cho Ukraine mọi thứ cần thiết nhằm tiếp tục cuộc chiến. Tất cả đồng minh cần phải hành động nhanh chóng, ông Stone nhấn mạnh. Đồng thời nói thêm rằng, mỗi ngày trì hoãn đều gây ra hậu quả thực sự trên chiến trường Ukraine. Đây là thời điểm quan trọng và sẽ là một sai lầm lịch sử nghiêm trọng nếu để Nga thắng thế, ông Stone nói, đồng thời cho biết một kết quả như vậy sẽ nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Ông Stone cho rằng Bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm đóng cửa NATO, khối này vẫn tiếp tục phát triển, kết nạp thêm Phần Lan và Thụy Điển, trong khi Ukraine đang tiến gần đến NATO hơn bao giờ hết. Moscow đã nhiều lần cảnh báo việc NATO tiếp tục mở rộng về phía biên giới Nga và khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO là một trong những lý do chính khiến Nga triển khai chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc xung đột Ukraine là vấn đề sống còn đối với Moscow, trong khi đối với phương Tây, đó chỉ đơn giản là vấn đề cải thiện các vị trí chiến thuật